Xin chào tất cả mọi người. Mình xin phép là tự giới thiệu là mình là Tuân. Thì mình đến từ Phú Thọ. Công việc chính của mình thì bây giờ mình là một nhân viên của nhà nước. Đấy, mình cũng tìm hiểu qua những cái tức là mình có một cái công việc chính rồi và bây giờ mình đang muốn tìm thêm một cái kênh để đầu tư. Cho nên là mình tìm đến cái khóa học của thầy Đức Nguyễn. Học về hôm nay thì được học về cái khôn ngoan tài chính. Thì như mọi người biết ấy là cái tài chính là một cái mạch máu trong bất kể một cái mô hình kinh doanh gì, kinh doanh nào đó và hay là một cái mô hình kể cả như gia đình thế thôi. Thì chúng ta cũng phải nên tìm hiểu một cái cách nó chuyên sâu một chút thì chúng ta sẽ làm chủ được cái tài chính trong gia đình hay là trong doanh nghiệp hay là trong khi chúng ta đi đầu tư. Nếu như mà chúng ta mà không làm chủ được cái tài chính ấy, thì chúng ta nhất là sẽ không tận dụng được cái đòn bẩy và cũng không thể tạo ra được nhiều những cái lợi nhuận lớn và hay là như ở đây là được học gọi là cái lợi nhuận kép. Đó thì khi học qua cái khôn ngoan tài chính của thầy Rick Nguyễn đây ấy, thì là mình cũng hiểu được rất là nhiều những cái vấn đề mà nó không phải là như kiểu mình hay làm. Tức là khi đã được học và thầy đã định nghĩa, tức là cái cách làm như trước ấy, mà chúng ta vẫn hay làm ấy, thì chúng ta chỉ mường tưởng thôi, tức là có thể là chỉ nghĩ là à cái này nó đúng, nhưng mà với cái một cái cách khác làm thì nó lại không phải là như vậy. Đây khi đến đây học ấy, thì chúng ta được định nghĩa nó chính xác và cái cách làm như vậy gọi là sao chép một công thức người ta đã đi trước rồi, đã đúng rồi. Thì bây giờ mình cứ học đã. Cái chương trình này ấy, thì ở trên mạng thì hoặc là trên các cái kênh YouTube chẳng hạn ấy, thì cũng có được giới thiệu nhưng mà tức là nó cũng không chuyên sâu. Đấy thì tức là mình tìm hiểu và qua những cái game show chơi ở đây thì mình mới hiểu ra được nhiều vấn đề hơn là khi mà mình còn sử dụng cái sức của mình nó còn nhỏ và cái khi mà mình biết sử dụng cái đòn bẩy tức là sự hỗ trợ của những cái đội nhóm hay là những cái cộng tác của mình thì nó sẽ giúp cho mình thành công là tốt hơn. Cái việc học áp dụng thì nó còn là liên quan đến tức là cái kiến thức mình có được tập thường xuyên hay không. Nên là mình hôm nay mình đi học ấy, thì mình đã có những cái gọi là cái đầu mục và bây giờ mình về mình áp dụng nó và mình phải nghĩ lại, cũng phải nghiên cứu lại cái tài liệu. Nhưng mà mình tin là khi mà đã có cái tài liệu nó là một cái cốt như này rồi ấy, thì mình sẽ áp dụng theo cái đó. Còn đâu mà nếu mà nó còn chưa đúng hoặc là nó chưa đạt được những cái tiêu chuẩn ấy, thì đã có đội ngũ hỗ trợ của bên công ty và bên thầy. Thật ra là mình cũng đã theo dõi rất nhiều các cái diễn giả khác ở trên cái YouTube hay là ở trên những cái kênh mà mạng ấy, thì mình cũng nhận định vào là mình đã quyết tâm để theo học thầy Rick, tại vì là mình nhận thấy ở cái thầy Rick thầy có một cái trình độ sư phạm rất là tốt. Thầy tổng hợp và thầy diễn giải có thể là cho mọi người dễ hiểu nhất, cái vấn đề dễ hiểu nhất. Cũng có thể là các thầy khác họ có nhưng mà về cái trình độ sư phạm của thầy Rick là hơn hẳn. Nên là mình rất thích học thầy. Sau cái khóa học này thì mình cũng thấy là nếu như mà bạn nào có quan tâm đến đầu tư thì cũng phải nên là đi học một chút để tìm hiểu cái cách để làm sao mà đầu tư nó có hiệu quả nhất. Chứ nếu như chúng ta chỉ làm một cái kinh nghiệm thôi thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để đổi lấy kinh nghiệm. Mà thời gian thì nó sẽ không chờ đợi mọi người. Thế khi đi học này thì chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm của những người đi trước. Và đặc biệt là thầy Rick Nguyễn là những người thực chiến rồi và có cả trên đã được tổng hợp lại thành lý thuyết. Những cái năm tháng kinh nghiệm của thầy là bây giờ đã được chia sẻ lại cho chúng ta thì sẽ bỏ đi những cái thời gian mà để chúng ta phải tìm những cái trải qua những cái cơ hội có thể nó đánh đổi bằng cái tiền bạc của chúng ta. Thế nên là mọi người nếu như đã quan tâm đến đầu tư thì cũng nên đi học để rút ngắn những cái hoặc là học những cái thất bại của người khác ấy, là để chúng ta tồn tại và học những cái mà thành công của người khác là để chúng ta phát triển hơn. Thì đấy là lời khuyên của mình dành cho tất cả mọi người nếu ai mà muốn gia tăng tài sản nhanh.